Cái gì mà vui dữ vậy không biết nữa. Ủa sao giờ mình còn có nhiêu để thôi vậy ta? Những bạn khác đâu rồi? Bây giờ mình còn có cái Zoom 38, 4, 10, 5, khoảng 50 bé, khoảng 50 bạn. Các con bữa giờ học có thấy vui không nè? Vui không? À vui, sao các bé kia không chịu học vậy ta? À ok. Rồi bây giờ để hết tất cả bàn tay xuống và ai có câu hỏi gì cho cô Vân thì có thể giơ tay lên lại nha. Nhưng mà từ từ nha. Các con đừng có manh động nha, từ từ nha. Ok. Rồi, bây giờ 1 2 3, đứa nào có câu hỏi giơ tay nào. Ai giơ trước được, mở máy trước. Bữa giờ nghe nói nhiều phần quà được gửi đi lắm luôn á. Không biết ai, có ai nhận được quà chưa ta? À, có nhiều bé nhận được quà rồi đúng không? Ừ, cô Vân còn món quà rất lớn luôn nè. Chút xíu nữa nói nhỏ cho nghe nha. Quà rất lớn mà ai ngoan sẽ được. Và cô Vân tin là nhóm này ai cũng ngoan hết trơn á. Chắc một chút nữa phát quà hết cho cái nhóm này luôn á. Ok, rồi bên Thu Hà có mở máy ạ. Dạ, phải anh chào cô. Chào con. Ta mấy tuần nay lại không vào. Giờ trước khi chúng ta nói chuyện, chúng ta giới thiệu chúng ta tên gì, đến từ đâu ha, để cho cô Vân nhớ và tất cả các bạn khác cũng có thể nhớ nè. Ok, rồi Đây con là nói lại. Thu Hà, cô đến họ. Rồi con nói lại đi, con nói nãy con nói gì nè. Tao mấy tuần nay cô không vào phòng Mấy đêm nay cô không vào hả? Các con nhớ cô Vân đúng không? Nhớ cô Vân hay là nhớ quà ta? cô Nhớ cô Vân hả? À, tại cô Vân mắc bận bên lớp người lớn, lớp mấy mấy bé lớn cả. Lớp bố mẹ các con á. Vân. À, cho nên cô Vân mỗi tuần gặp các con mà. Chỉ có tuần rồi là trung thu đúng không? À, Chào mình có gặp từng rồi mà, trung thu vừa qua chúng ta gặp nhau mà đúng không? À, rồi bây giờ gặp cô Vân rồi, bây giờ các con muốn nói gì nè, tâm sự đời cô Lựu. Muốn tâm sự cái gì? Ok, rồi bây giờ con xong rồi ha, giờ cô Vân mời bạn kế tiếp nha. Con muốn nói gì nữa không? Nói cái gì mà nói nhỏ nhỏ thôi, nói cái gì mà mình không có thể nào mà nói với bố mẹ mình nghe đó. Mình nói mà bố mẹ mình không có chịu nghe đó. Nói cho cô Vân biết đi, các con đang ấm ức cái gì, à, cô Vân có thể giúp được cái gì cho con nè. Biết đâu cô tiên này biết một cái là mọi ước mơ của các con thành hiện thực liền sao, đúng không? À, rồi mở máy cho bé kế tiếp nè. Những cái gì mà chúng ta không có nói ra được ở nhà, có thể tâm sự cùng cô Vân nè. anh như được học con chào cô. Chào con. Cô Rồi, Vân, nói. con hỏi cô một điều nè, vì sao cô Vân không dạy Chút để cho chút, để chút, để chút, để chút. Mình giới thiệu mình tên gì, đến từ đâu đi nè. dạ con tên Bùi Đức Nhân đến từ Bình Thuận. À, rồi, mời con. Đó đi. Cô Vân, con thấy cô Vân, con hỏi cô Vân một, con hỏi cô Vân hai điều. Vì sao mà cô Vân lại đẹp mà cô Vân không cần trang điểm? Chứ lại điều thứ hai mà cô Vân không dạy cho mấy bạn khác là học ngũ đại tâm chú nha. Câu hỏi này khó quá à. Vì sao đẹp mà không cần trang điểm? Có ai muốn đẹp mà không cần trang điểm không? Khó mà trí tuệ quá. Có ai muốn vậy không nè?
Có nghĩa là mình từ đây cho đến đến lớn 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 luôn, mình đẹp lúc nào cũng đẹp, ngủ cũng đẹp nữa, trang điểm đi ngủ phải mở ra chứ đúng không? À, là mình xấu lúc ngủ rồi, cho nên là mình đẹp 24 trên 24, 7 ngày trong tuần và 30 ngày trong tháng luôn, không cần trang điểm luôn, ai cũng muốn vậy đúng không? Đẹp trai đẹp gái nè, à, ai cũng muốn vậy đúng không? Thiệt đúng không? Nói thiệt đi, cô Vân mới nói à, ai cũng muốn là giơ tay lên vậy nè. À, ok, giờ cô Vân nói nhỏ nhỏ thôi nha. Mỗi ngày á, các con á, niệm Phật nhiều vô, và gặp ai mà cái may mắn hơn mình cũng giúp người ta hết, thì tự nhiên các con đẹp à. Lạ vậy đó, ngộ vậy đó. À, thấy ngộ không? Không có cần mua mua son phấn, không có cần mua đồ trang điểm luôn. À, cho nên là các con có thể làm được điều này không? Làm được không? Mỗi ngày niệm Phật nhiều vô, mỗi ngày giúp được nhiều người hơn nữa nè. Làm được không? Dễ mà đúng không? Dễ ẹt luôn á. À, cho nên ai muốn đẹp là phải niệm Phật thiệt là nhiều, tại vì Phật đẹp mà, đâu có xấu đâu đúng không? Là mình là con Phật mà mình niệm Phật hoài thì là Phật gia trì cho mình sẽ đẹp hoài luôn. Rồi. Câu kế tiếp là à, vì sao mà không các con không có trì ngũ đại tâm chú đúng không? Ở đây ai thuộc ngũ đại tâm chú rồi, giơ tay bằng cái tay này của mình cũng, cô Vân cũng có thể thấy nè. Các con biết ngũ đại tâm chú là gì không? Hình như có người chưa biết làm sao mà thuộc được. Sắc đà nể akara mặt địa trụ bát địa đắc ra gia ảnh yết rị. À, và nếu các con có thể thuộc thì rất là tốt, cô Vân không có ép buộc các con vì các con còn đi học mà. À, tuy nhiên cô Vân muốn các con niệm Phật thiệt là giỏi, giỏi 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 giỏi. Mình sẽ bắt đầu từ niệm Phật thiệt là giỏi luôn nè. Xong rồi mình muốn học chú ngũ đại tâm chú nữa thì mình có thể trì ngũ đại tâm chú mỗi ngày. Các con có muốn mình trì ngũ đại tâm chú mỗi ngày vào thời công phu của mình không? Chút xíu không? Muốn không? Ai muốn giơ tay cơ Vân coi nè. Muốn đúng không? Trời ơi, không biết nó có hiểu ngũ đại tâm chú là gì không mà nó giơ tay khí thế. Vậy thì ai mà không hiểu, ai mà không biết là hỏi hỏi ba mẹ các con nha, là ngũ đại tâm chú là cái gì nha. Ngũ đại tâm chú có thể giúp các con à. Cô Vân, con có thể hỏi một điều nữa là vì sao mà mấy bữa con học chú Lăng Nghiêm Miết mà con không thuộc về cô? Tới cái trang 7, trang mấy gì á mà con học miết mà không thiệt. Con học Lăng Nghiêm với mục đích gì nè? Dạ, với mục đích là con về với Mục đích là về với Phật hả? Trời ơi, bé xíu mà đòi đi về với Phật. Giờ Phật kêu con đi về, con có đi liền không? Ồ, không mà đòi về với Phật. Vậy khi nào mới về với Phật vậy? dạ tới Hả? già luôn Tới già mới về với Phật hả? Giờ còn ham chơi đúng không? Vậy thì từ từ đi. Lỡ học thuộc chú Lăng Nghiêm mà Phật gọi về nhà rồi nói con không đi đâu thì Phật buồn sao? Cho nên thì tự đi các con nha, các con vẫn còn nhỏ. Bây giờ nếu các con thật sự muốn học chú Lăng Nghiêm ha, các con học vài câu thôi nha, vài câu chút chút thôi, mỗi ngày chừng 10 câu thôi. Cho nên các con muốn á, các con mỗi ngày học 5 câu thôi cũng được. 5 câu thuộc thuần thuộc, 5 câu thuộc nhân nhuyễn, 5 câu xong rồi. Xong rồi học thêm 5 câu nữa hoặc là 3 câu cũng được. À, ngày học một chút thôi. Ai bắt học cả bài lúc đâu. Con hiểu không ạ? À, nhiều lúc con và học có nhiều lúc con học từng chút mà kiểu như con học mà con học được cái này cái nọ cái kia rồi đã lâu á con quên con đọc sai từng luôn. thì phải học mỗi ngày, người ta nói là làm cái gì cũng phải là làm mỗi ngày thì mới giỏi được chứ đúng không?
gọi là văn ôn mà võ luyện thì mới giỏi được chứ. Cho nên là các con làm cái gì các con cũng phải làm, gọi là tiếng Việt gọi là gì ta, các con dạy cô Vân tiếng gì Việt coi nè. Sao ta làm thuần thục mỗi ngày hả? Mỗi ngày đều làm gọi là sao, tiếng Việt gọi là gì ta? Xin Siêng năng chăm chỉ là mình có rồi, nhưng mà mình tập thói quen giống như ăn cơm bữa vậy đó. Các con mỗi bữa phải ăn cơm đúng không? Không ăn cơm thì bị gì ta? chết Chấp. Đó. Thì bây giờ cũng vậy, nếu các con mà không có niệm Phật, không có trì chú thì các con làm gì? Các con kém thông minh đó. Cho nên trì chú Lăng Nghiêm không có phải là Phật kêu về nhà liền đâu. Các con trì chú Lăng Nghiêm, các con thuộc được chú Lăng Nghiêm rồi thì đời này các con sẽ không có khổ. Các con sẽ được hạnh phúc, an vui vĩnh viễn luôn và được đẹp vĩnh viễn luôn đó. Ồ, không có ai xấu hết trơn á. Khi mà thuộc được chú Lăng Nghiêm rồi ha, mặt các con là sáng thiệt là sáng luôn, không cần phải son phấn, không cần phải trang điểm luôn đó. Cho nên là mình học ba câu thôi, xong rồi ngày mai mình học ba câu, học nguyên một tuần luôn ba câu thôi à. Xong rồi thuộc nhường những ba câu này thì thêm ba câu nữa và thêm câu nữa thôi, là bốn câu này phải là nhường nhuyễn, xong rồi thêm câu nữa, năm câu phải nhường nhuyễn rồi thêm câu nữa. Và mà mỗi con ngày thấy các lạ con quá phải cô ơi, gì mà sao mà lúc 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 cô thấy con mẹ con mở lại cái video lúc cô mới tôi con thấy cô xấu mà cô tôi mình chồng nó đẹp lên hay chưa ù lạ quá ha, tại nhờ chú lạ Lăng Nghiêm chỗ đó, đó. lạ chỗ đó ha. Trời ơi đâu có gì đâu mà lạ, người ta nói nãy giờ biết viết cô Vân đưa hết trơn trời rồi đó, có giấu gì nữa đâu. Cho nên là các con làm được mà đúng không, bí quyết nó dễ ẹt mà đúng không. Niệm Phật mỗi ngày, nếu mà giỏi thì trì thêm chú mỗi ngày. Giờ nếu các con muốn á thì bây giờ cô Vân sẽ nói các cô mình cho mỗi một ngày thêm 7 biến ngũ đại tâm chú thôi được không nào, cộng thêm trong giờ công phu của mình được không. 7 biến thôi, có 7 biến thôi, dễ ẹt rồi. 7 biến trong vòng có 1 phút, phút rưỡi, 2 phút, 2 phút đi ha. Với lại mấy bố mẹ con cũng nói là 7 biến chú ăn của nó cũng khủng. Thôi từ từ đi con, quên đi, mẹ nào mà dạy dữ vậy không biết nữa. Một bước một muốn đẩy con lên trên cái đồng liền sao, một bước một muốn ngày mai con đẹp trai liền như sao. Đẹp cũng phải đẹp từ từ Đâu có chứ, ai cô, đâu có giống ai như cô. mẹ nói vậy là đúng rồi, giống như đi thẩm mỹ viện quá, vô cái 1 tiếng đồng hồ sau thay đổi liền luôn, đẹp liền luôn. Cho nên là mình sẽ từ từ mình đẹp từ từ con nha. Ok chưa, Con học là cho con đã thấy, con là con đã thấy con nhìn sẵn rồi, con không còn làm nó làm gì. trời ơi nó tự tin ghê chưa. Nó thấy nó đẹp sẵn rồi. Bạn này nói bạn này thấy mình đẹp sẵn rồi, không có cần làm cái đó đâu. Ủa vậy sao nãy hỏi tôi sao cô Vân đẹp hoài vậy? À các con Cô hãy ơi, nhớ con nè, không có nghe tiếng bên cô. các con còn nghe không, còn nghe tiếng cô Vân không? Còn mà à không nghe thì ra vào lại nhé. Hồi nãy con nghe cái tiếng cô nhỏ, con không có nghe được bình thường. Ok. Các con nhớ nè, là tâm sanh tướng, các con muốn được tướng hảo, tướng đẹp, khuôn mặt đẹp thì các con phải có cái tâm thiện, tâm lành. Tâm thiện là tâm gì? Giúp người, giúp vật, thương yêu tất cả mọi người như là cha mẹ của mình thương cha mẹ của mình như thế nào thì mình thương bạn của mình, thương con chó, con mèo, con vật, thương tất cả chúng sanh đều đồng như nhau, thì tâm các con là tâm thiện thì tự nhiên tướng các con sẽ rất là đẹp các con nha.
Ừ, cộng với các con niệm Phật mỗi ngày nữa là rất là tuyệt vời. Rồi, cô Vân mời bạn kế tiếp nào. Bây giờ vẫn cho cô Vân. Em tên là Đại Bích Diệp, cũng từ bên qua. Chào các con. Rồi, mời Em có con. câu hỏi muốn hỏi cô là y giáo phụng hành là thứ gì ạ? Y giáo phụng hành có nghĩa là con nghe, con học được rồi thì con làm y như vậy. À, lời giáo huấn của cô thầy nói cái gì thì các con làm y như vậy thì gọi là y giáo phụng hành. Y theo lời giáo huấn của thầy thì các con sẽ có kết Em quả cảm ơn tốt. chúng ta. Ừ, cảm ơn con. Rồi bạn kế tiếp nào. Được, con chào cô. Ở tên là Nhã Thi, cô con muốn hỏi là mà lớp lớn được làm nước chưa, sao lớp nhỏ không được làm nước chưa? Nói lại coi, lớp lớn có lớp trưởng, sao lớp nhỏ sao, con nói lại coi nào. Lớp lớn sẽ có lớp trưởng và lớp nhỏ lại không có lớp trưởng. À, lớp nhỏ lại không có lớp trưởng. Các con muốn lớp mình có lớp trưởng không? Có. À, vậy thì để mình từ từ mình sẽ làm quen với nhau, rồi mình coi coi cái bạn nào mà tinh tấn nhất lớp nè, hoạt bát nhất lớp nè, đại khái là vượt trội nhất lớp và có nhiều quà nhất lớp thì mình sẽ bầu bạn đó làm lớp trưởng nha. Để cô Vân gọi là quan sát một chút xíu thời gian nữa nha, vì bây giờ các con nhoi quá, các con không có chịu ngồi yên đâu. Cô Vân ngồi, cô Vân nhìn các con mà như con lật đật gì đó, đứa nào đứa nấy nó chạy lăng xăng lăng xăng. Đó lại Phật mà cái đít còn ổng a ổng ảnh, đít còn lắc 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 nữa, sao làm lớp trưởng được đấy. Chưa có đứa nào nó ngồi yên được hết trơn trọi á. Và làm lớp trưởng mà dẫn nguyên lớp nó đi quậy đi phá như vậy là chết rồi, không có được, không có được. Cho nên là để cho cô Vân quan sát chút xíu nữa thời gian nữa, coi đứa nào ngoan nhất lớp nè thì sẽ bầu bạn đó làm lớp trưởng nha các con nha. Nếu các con muốn làm lớp trưởng của lớp, lớp trưởng có nhiều quà hơn các bạn khác đó, lớp trưởng phải giỏi hơn các bạn khác đó, lớp trưởng là phải trí tuệ hơn các bạn khác đó. Các con muốn được làm lớp trưởng thì các con phải phấn đấu từ đây đến có thể là 1 tháng 2 tháng nữa, thì các con sẽ được bầu làm lớp trưởng. Cho nên từ đây tới một vài tháng nữa thì cô Vân sẽ bầu lớp trưởng, thì các con phải là những bé vượt trội trong lớp các con nha, làm sao để làm gương cho người khác chứ, đúng không? Rồi mời bạn kế tiếp nào. Phẩm cho cô. Con tên là Mai Trâm Anh, con 8 tuổi, con đến từ Vĩnh Khánh Hòa. Hôm nay con xin hỏi cô Vân là nếu mà người không một số địa ngục mình cấp cứu được không cô Vân? Nếu người thân mình xuống địa ngục mình có cứu được không? Theo con tu tập thật là giỏi, thật là tinh tấn thì con nghĩ con có thể cứu được họ không? Thì đây cũng là câu trả lời cho con đó. Nếu các con muốn cứu người thân của mình, không phải cứu người thân của mình không đâu, còn rất nhiều chúng sanh khổ nữa. Và nếu các con tu tập thật là tốt, thật là tinh tấn mỗi ngày thì các con sẽ có thể cứu được tất cả những ai các con muốn các con nha. Trong lớp này đó là cô Vân phải cô Vân chưa có thấy được các bạn khác, nhưng mà cô Vân thấy được bạn Trâm Anh khá là ngoan nè, rất là chăm chỉ và rất là y giáo phụng hành nè, và hỏi những câu hỏi rất là trí tuệ.
Cho nên là các con nỗ lực lên nhá. Lớp trưởng lớp phó là ai đó sẽ là trí tuệ hơn người bình thường nhá các con nhá. Mình học mình phải ngồi yên, mình chăm chỉ lắng nghe thì mình mới tiếp thu được chứ. Có đâu mà ngồi nó lắc tứ tung như con lật đật vậy. Ở lại Phật để ủng ỉnh cái đích giống như con ủn. Biết con ủn không? Còn đọc câu thần chú thì nó nhảy tứ tung giống như con khỉ, thì làm sao mà làm lớp trưởng được đây. Lớp trưởng mà ăn dày là nguyên lớp nó làm theo là cô Vân đau đầu chết luôn. Rồi mời bạn kế tiếp nào. Bên trang liễu nè con mở máy. Dạ và cô Dạ cô. À các con. Con muốn hỏi cô là sao cô giọng có thể nói hay như thế ạ? Bây giờ mình sẽ giới thiệu mình tên gì, đến từ đâu và câu hỏi mình là gì rõ ràng nè. Ngồi gần xíu đi. Là cha con đến từ Hưng Yên. Con muốn hỏi cô là tại sao giọng cô hay như Tại sao cái gì của cô cô hay? lại tại sao cô lại nói hay như thế ạ? Tại sao cô lại nói hay như thế hả? Đúng không? Câu hỏi là các con có muốn nói hay như thế không? Muốn nói hay giống như cô Vân không? Các con thấy con nói hay đúng không? Đúng không? Vậy thì các con thật sự muốn được giống như cô Vân đúng không? Nói hay nè, được mọi người yêu thích nè, và ai cũng muốn được gặp hết nè. Có phải các con muốn vậy không? Và được xinh đẹp nữa đúng không, được đẹp nữa. Bây giờ về ăn nói hay đó là các con còn phải có kiến thức, có trí tuệ. Thứ nhất là phải có kiến thức. Kiến thức này học ở đâu? Học từ thầy cô, học từ sách vở. Đọc sách nhiều vô. Các con phải tập cho mình cái thói quen đọc sách một ngày 15 phút, 20 phút. Tập từ từ 10 phút rồi lên từ từ để cho mình hấp thụ được cái kiến thức. Thí dụ như bây giờ các con muốn giỏi về cái gì thì các con sẽ học cái đó, cách ăn nói lưu loát, thí dụ như vậy. Thì các con cũng có thể gõ trên YouTube á, là học cái cách ăn nói lưu loát, hoặc là tìm một cuốn sách nào về cái mà mình muốn thì các con sẽ học và tập. Mình học xong rồi mình thực tập rồi mình mới giỏi được. Nó là vấn đề thời gian, nhưng tất cả cái gì các con muốn thì các con phải ghi xuống. Ước mơ của con là được ăn nói lưu loát, cô Vân nói thí dụ như vậy. Xong rồi các con phải đi tìm cái giải pháp, cái cách nào để được ăn nói lưu loát, ăn nói hay và lưu loát. Thì các con sẽ tìm cái giải pháp và thực tập thì nó mới giỏi như vậy. Chứ trước đây cô Vân đâu có nói chuyện đâu, đâu có thích nói chuyện đâu, không có thích nói. Cô Vân ăn chay trường cũng gần gần 20 năm rồi. Và cô Vân không có thích nói chuyện với ai hết á. Tại vì cô Vân nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói một câu là họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào. Các con hiểu con này không ạ? Quả có nghĩa là vấn đề đó, là tai họa đến với mình đó. Thì khi mình nói nhiều quá thì mình sẽ nói chuyện người này người kia người nọ, hết chuyện nhà mình tới chuyện nhà người kia người nọ, thì các con sẽ bị người ta đánh chết, người ta chửi, người ta đánh, tại vì mình đi nhiều chuyện, nói nhiều là nhiều chuyện. Cho nên họa từ miệng mà ra, nói nhiều mà nói sai nói dở, người ta đập mình chết.
cho nên cô Vân không nói chuyện cần lắm, cô Vân mới nói rồi bệnh từ miệng mà vào, có nghĩa là các con ăn bây giờ các con có biết là thịt nè, cá nè, gà nè, đồ chúng sanh, mạng chúng sanh họ nuôi không á, mấy con bò, mấy con heo, mấy con gà họ nuôi bằng thuốc không á, thuốc thuốc hóa học á, nó bơm vào con vật á, để con vật lớn nhanh lên, thì trong cái thân của nó là thuốc không á, là thuốc độc không á, cho nên mình ăn vào thì mình sẽ bị bệnh. Bệnh từ miệng mà vào có nghĩa là ăn vào thì mình sẽ rất là dễ bị bệnh, đó là lý do cô Vân ăn chay tới bây giờ luôn, không muốn bệnh cho nên phải ăn chay và không có thích nói chuyện, tại vì sợ người ta đánh trách, nói tầm bậy tầm bạ, nói sai tùm lum tà la, người ta đánh, người ta chửi mình sao. Cho nên bắt đầu từ đó cô Vân học cách im lặng, và sau khi mà cô Vân nói chuyện, học để nói chuyện lại đó, thì cô Vân biết là khi mình nói mà mình nói có lợi cho người khác thì mình mới nói. Thí dụ như cô Vân đang nói chuyện với các con là các con học và hành thì có phải là có lợi cho các con không? Đúng không ạ? Các con học, các con hành, các con có lợi đúng không? Thì khi mình nói chuyện mà có lợi cho người khác thì mình nói. Cho nên học có kiến thức thì mới có thể nói chuyện lưu loát, mới nói chuyện giỏi được các con nhé. Rồi, cô Vân mời bạn kế tiếp ạ. À. Anh xin được con chào cô. Dạ con. Con tên là Tiến Dũng, con đến từ Hà Nội. Con có một câu hỏi muốn hỏi cô là tại mắt thần nghĩa là gì ạ? Mắt thần nghĩa là gì hả? Vâng ạ. Ai có mắt thần vậy ta? À, ai có mắt thần mà con thấy được và biết được gì ta, hay là học ở đâu hay là đọc ở đâu vậy ta? Từ Phật ạ. Ở đâu con biết được hai từ này nè? Mẹ con bảo là cô có mắt thần. Ôi trời ơi, mẹ nào thế? Mẹ Còn con bảo cô Vân có mắt thần hả? câu hỏi này khó quá. Làm khó cô Vân quá đi dạ. Trả lời sao ta? Đó, mẹ con sai rồi, cô Vân là con người sao mà có mắt thần được. À, chỉ có thần mới có mắt thần chứ, đúng không? Mình chưa phải là thần, mình đâu có mắt thần đâu. À, mắt thần có nghĩa là có thể thấy được tất cả những gì người khác không thấy. À, những gì âm không phải là hiện hữu. Hiện hữu có nghĩa là con có thể thấy, và âm có nghĩa là không ai thấy thì mắt thần có thể thấy. Rồi, giờ hiểu hai từ mắt thần chưa? À, vậy thì muốn làm mắt thần, muốn có mắt thần thì chúng ta cần phải tu, tu thiệt nhiều, niệm Phật thiệt nhiều, trì chú thiệt nhiều, có tâm thương yêu chúng sanh thiệt nhiều, chúng ta sẽ nâng chúng ta lên một cái cảnh giới cao hơn con người, thì là thần, là Bồ Tát, là Phật, thì các con mới có thể thấy những điều mà con người không thấy được. Hiểu chưa nào? Ôi ạ. Rồi, vậy giải pháp và câu trả lời cho câu này là tu thật là giỏi, thật là giỏi, thật là giỏi, nếu con muốn có cặp mắt thần, cặp mắt mà người khác không có con nha. Rồi, cảm ơn con. À, câu hỏi kế tiếp, giờ sắp hết giờ rồi các con nha, một câu hỏi cuối cùng nha. Anh Di Đà Phật, con chào cô Vân. Dạ con. Con muốn hỏi là tại sao mẹ con cứ dặn là không được đi chơi Halloween, mà nếu nhà trường tổ chức Halloween thì con có nên tham gia hay không? À, con có thể giới thiệu tên gì đến từ đâu nè?
Dạ con là Hồ Thị Phúc, đến từ Gia Lai. Mẹ không có muốn con đi Halloween đúng không? Mà Dạ. trường tổ chức thì con có nên đi hay không đúng không? Các con có biết Halloween là gì không? Lễ Halloween là gì không? Các con có biết không ạ? Lễ Halloween là lễ hội ma. Ngày đó tất cả các chúng ma, những vị mà chết mà chưa có được siêu thoát, họ sẽ ra đường hết luôn. Và họ sẽ rất là thích các con. Họ sẽ chung vui với các con, với những người hữu hình nào mà thích chơi với họ, họ sẽ chơi với người đó. Và nếu như họ thấy các con mà dễ thương nè, rất là dễ thương, thì họ sẽ làm gì? Họ sẽ theo các con đi về và họ sẽ phá các con. Vậy thì các con có muốn chơi với họ không? Nó rất là nguy hiểm. Nếu các con không có lực tu thì sẽ rất là nguy hiểm, vì họ rất là thích các con, đặc biệt là các bé nhỏ nhỏ dễ thương vậy nè, họ thích lắm luôn á. Cho nên cái ngày đó là cái ngày lễ hội lớn nhất của họ luôn á, và họ đầy đường hết trơn luôn, đầy ngoài sân, đầy ngoài đường, đầy cái chỗ nào mà vui 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 đó. Các con có thấy là có nhiều người, người con người nha, mà mang mặt nạ rồi mặc đồ y như con quỷ, y như là kinh dị mà khủng khiếp luôn á. Tại vì sao? Tại vì họ muốn làm ma, họ muốn làm quỷ, và những cái con mà vô hình y như vậy đó, họ sẽ rất là thích và họ sẽ đến và chơi với các con. Và các con có muốn là chơi với họ không? Họ khủng khiếp lắm đó. Và khi mà họ thích các con rồi thì họ sẽ bám đu đeo các con. Và họ sẽ về nhà các con, họ chơi với các con vĩnh viễn luôn, vì họ đâu có nhà đâu. Và các con làm gì? Ta thích chơi với ngươi cho nên ta đang mặc đồ là ngươi, ta đang biểu diễn là ngươi, và ta đang tham dự lễ hội của ngươi. Thì họ nghĩ là mình thích họ, muốn chơi với họ thì họ tới thôi. Vậy thì bây giờ con có câu trả lời cho mình chưa? Đây là lý do mẹ các con, ba mẹ các con sợ các con bị chuyện gì, sợ 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 họ bắt các con đó, cho nên mới cản các con đó. Cho nên các con tự trả lời nha, là đi hay không đi nha. Thích chơi với họ thì cứ đi, và có thể là họ theo các con về nhà để chơi cho nó vui, ngày nào cũng chơi với con hết, tại vì các con dễ thương quá. Còn nếu không thì muốn an ổn thì ở nhà. Đừng có ra ngoài đường ngày đó. Ngày đó nó khủng khiếp lắm các con ơi. Nếu các con có cặp mắt thần thì các con sẽ thấy được nó khủng khiếp như thế nào. Ok, rồi các con tự trả lời nha. Và bây giờ cô Vân cũng hết giờ rồi. Chúng ta phải trả điện thoại, trả Zoom, trả máy để cho người lớn tu chứ đúng không? Và nếu các con còn muốn tu, muốn thành mắt thần, con ngoan trò giỏi trí tuệ, thì cô Vân mời các con cùng cộng tu một thời nữa trước khi đi ngủ với ba mẹ của mình nhé. Một thời kinh A Di Đà và lại Phật trước khi đi ngủ, thì cô Vân biết các con ngủ sẽ rất là ngon luôn. Và nhờ ngoan như vậy mà các con sẽ làm tổ trưởng, tổ phó, và là những người xuất sắc nhất ở trong cái lớp nào đó mà mình học nha. Cho nên tu càng nhiều thì càng tốt cho mình. Rồi bây giờ cô Vân mời tất cả các con chắp tay lại để chúng ta hồi hướng nè. Nam mô A Di Đà Phật, chúng con xin tri ân các ngài luôn gia trì và hỗ trợ cho các bé. Nguyện các ngài tiếp tục gia trì và hỗ trợ cho tất cả các bé, để các bé thông minh, trí tuệ, sáng suốt, là những vị có ích cho xã hội sau này. Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về cực lạc. Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật Tát đại chứng minh. Rồi chào tạm biệt các con và hẹn gặp lại. A Di Đà Phật. Đi vẫn gặp không? Anh đi vẫn gặp không?